Chào quý vị và các bạn Yamaha Novo khai tử và chính thức ngừng cạnh tranh với Honda Airblade Với doanh số và thị phần giảm mạnh thì Yamaha Việt Nam đặt dấu chấm hết cho cuộc cạnh tranh gần 10 năm với Honda Airblade khi chính thức khai tử Yamaha Novo Mặc dù ra đời từ năm 2002 và tiên phong trong phân khúc xe tay ga thể thao Phù hợp với cả nam và nữ, nhưng Novo tỏ ra thất thế ngay từ khi đối thủ Airblade ra mắt thị trường à, 5 năm sau đó, năm 2007. Và mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng Airblade nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và đẩy thị phần lên tới 90%. Doanh số đỉnh điểm đã có lúc tới 460.000 xe một năm. Trong khi đó thì Yamaha Novo theo chiều ngược lại, liên tục suy giảm. Từ mức thị phần khoảng 50% so với gần 160.000 xe bán ra năm 2010, Novo chỉ đạt doanh số 90.000 xe năm 2013 và giảm xuống gần 50.000 xe trong 2 năm tiếp theo. 11 tháng đầu năm 2016 thì doanh số Novo chỉ đạt hơn 31.000 xe, giảm 30% so với cùng kỳ. Tương đương 2.800 xe một tháng và chỉ bằng 10% so với doanh số của đối thủ Honda Airblade. Novo đã từng đi tiên phong trong những năm đầu tiên, tuy nhiên Novo lại chậm thay đổi so với đối thủ. Bởi đến năm 2012, Yamaha mới trang bị hệ thống phun xăng điện tử với mẫu xe Novo SX dung tích xi lanh 125 phân khối và trang bị đèn pha công nghệ Project. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là một bước đột phá của Yamaha trong cuộc đua với Honda về sức mạnh của xe, bởi khi đó Airblade vẫn sử dụng động cơ 110 phân khối. Đến tháng 11 năm 2014 thì Yamaha tiếp tục ra mắt Novo FI thế hệ thứ 6 mới, thay đổi ở diện mạo và bổ sung thêm một số tiện ích mới để tăng tính cạnh tranh với Airblade trước sự sụt giảm doanh số bán mạnh. Sau hơn 10 năm tồn tại và phát triển với nhiều nỗ lực, khi liên tục tung ra những phiên bản nâng cấp. Novo liên tục hụt hơi trước hậu sinh là Honda Airblade khi doanh số và thị phần xe ngày càng sụt giảm mạnh. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 2016 thì Yamaha Việt Nam đạt dấu chấm hết cho cuộc cạnh tranh gần 10 năm với Honda Airblade khi chính thức khai tử Yamaha Novo và trình làng mẫu xe tay ga thể thao Yamaha NVX hoàn toàn mới thay thế cho mẫu Novo hiện tại. Yamaha NVX 2017 thì được trang bị động cơ Blue Core dung tích là 155 phân khối và công suất cực đại 15 mã lực tại 8.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 6.250 vòng phút. Một số tính năng vượt trội trên Yamaha NVX như hệ thống phanh ABS, hệ thống khóa thông minh khởi động không cần chìa, hệ thống đèn LED và vành 14 inch. Xe gồm hai phiên bản với mức giá lần lượt là bản tiêu chuẩn là 45 triệu đồng, bản Premium ABS có giá là 51 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng giống như Airblade, Yamaha NVX cũng đội giá lên đến 3 triệu đồng trong ngày đầu liên kệ. Với NVX, Yamaha đặt ra kỳ vọng lớn, ít nhất là khai thiên lập địa như cách mà Yamaha Novo đã từng làm. Yamaha Novo có 3 phiên bản là SX, RC và GP với mức giá đề xuất lần lượt là 34, 36 và 36,4 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 125 phân khối, phun xăng điện tử, công suất cực đại 10,46 mã lực tại 8.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 10,5 Nm tại 6.000 vòng phút. Hiện Everlet có 4 phiên bản thể thao cao cấp sơn đen mờ và sơn tự tính với giá bán đề xuất tương ứng là 38, 40, 40 và 41 triệu đồng. Nhưng giá bán thực tế tại Hà Nội thì đang cao hơn ở mức từ 2,2 đến 6,5 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Honda Airblade 125 sử động cơ sử dụng động cơ PGMFI máy xăng 4 kỳ, 1 xi lanh và làm mát bằng dung dịch. Dung tích là 124,9 phân khối công suất là 12, xin lỗi 10 công suất là 11,26 mã lực tại 8.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 11,26 Newton mét tại 5.000 vòng phút. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích thì hãy like cho video, đăng ký kênh và khi đăng ký thì có những các cái bản tin mới nhất thì quý vị sẽ là những người được nhận đầu tiên xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại